Bạn nghĩ rằng ai là nhân vật mạnh nhất Dragon Ball bởi viên ngọc rồng? Đó có phải là khỉ con Son Goku? Ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu bảy nhân vật mạnh nhất Dragon Ball nhé. Super Buu. Dù có xuất hiện nhiều kẻ thù đến mấy thì Ma Buu vẫn là một nhân vật xấu hoàn hảo trong Dragon Ball. Super Buu là một dạng tiến hóa từ Ma Buu Con hay là Ma Buu ốm. Khi chiến đấu với Piccolo, Goten và Gohan, Super Buu đã nhốt họ vào trong cơ thể nhằm nâng cao sức mạnh. Lúc chiến đấu với Goku và Kadip, Ma Buu Còm bị Ma Buu Mập làm náo động trong cơ thể và do không chịu nổi, Super Buu đã nôn ra Ma Buu Mập, từ đó suy giảm thành Kid Buu, bản thể độc ác hung bạo nhất của Ma Buu. Goku, thì con Son Goku là nhân vật chính của cả bộ truyện manga Dragon Ball. Goku có nguồn gốc từ một chiến binh tộc Saiyan hiện đang sống và chiến đấu bảo vệ trái đất. Cha là tướng quân Bardock đã hy sinh sau cuộc tấn công của Frieza. Goku được Son Gohan, người mà anh coi là ông nội cảm hóa và nuôi dưỡng, ở trong rừng sau khi còn quá nhỏ. Goku là một cậu bé rất trong sáng và tốt bụng. Sau khi gặp Bulma, cuộc đời cậu bắt đầu bước sang một ngoặt mới. Kể từ đó, biết bao nhiêu lần cậu cứu trái đất khỏi những kẻ độc ác. Gogeta. Gogeta là hợp thể của Vegeta và Goku khi sử dụng lưỡng long nhất thể. Tất nhiên, khi hai nhân vật có sức mạnh bá đạo trong Dragon Ball hợp thể lại, thì chắc chắn năng lực của Gogeta còn kinh khủng gấp nhiều lần. Lần đầu tiên Gogeta xuất hiện trong bộ phim anime Dragon Ball Z Fusion Reborn. Thậm chí khi Gogeta lên siêu chi gia cấp 4, anh có thể dễ dàng áp đảo Omega Zeron, một kẻ thù cực mạnh trong Dragon Ball. Vegito. Vegito cũng là hợp thể của Goku và Vegeta, nhưng là khi sử dụng bông tai Potara, Vegito mang giọng nói kép chứa cả Goku và Vegeta. Trong manga, Vegito được xuất hiện lần đầu tiên và duy nhất khi chiến đấu với Kid Buu. Vegito mang khuôn mặt của Goku nhiều hơn Vegeta ở dạng bình thường, nhưng khi biến thành Super Saiyajin, Vegito lại có khuôn mặt giống Vegeta hơn Goku. Varus. Varus còn được gọi là thần hủy diệt. Varus là vị thần của sự hủy diệt ở vũ trụ thứ 7, ra mắt lần đầu trong bộ phim hoạt hình Battle of Gold. Trong số nhiều vị thần vũ trụ, Varus là vị thần đáng sợ nhất, ngay cả các Kai và các Super Kai cũng khiếp sợ trước và tôn trọng ông. Là vị thần của sự hủy diệt, ông được giao nhiệm vụ duy trì sự cân bằng trong vũ trụ. Whis. Whis là nhân vật xuất hiện trong các movie Dragon Ball Z, Battle of Gold, Dragon Ball Z, Rejection of Earth và series Dragon Ball Super. Whis luôn đi cùng với thần hủy diệt Varus với vai trò là người hậu cần, người giám sát và là người dạy võ. Tuy Whis chưa thể hiện sức mạnh trong một trận chiến chính thức nào, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, Whis luôn được xếp vào top 1 trong 3 nhân vật mạnh nhất Dragon Ball. Zeno-sama là nhân vật mới xuất hiện trong Dragon Ball Super. Zeno-sama chính là đứng tối cao, vị thần cai quản 12 vũ trụ. Ông là người đã tạo ra 18 vũ trụ, tuy nhiên Zeno cũng chính là người đã tự tay làm biến mất 6 vũ trụ của mình. Là một người đại quyền năng, Zeno-sama có khả năng làm biến mất cứ thứ gì mà ông muốn, từ một sinh vật, một hành tinh cho tất cả một vũ trụ chỉ trong một cái nháy mắt.